Em Đào ở đây. Em đây. Lan. Em Đào ở đây. Em Đào đây mà chị. Lan. Chị ơi. Mi. Chị là. Em là Quỳnh. Mày là Mi. Ở đây người ta bảo sao? Chị ấy có chữa được không? Điều này rất khó nói trước, nhưng chắc chắn là chị ấy sẽ phải ở lại đây lâu dài. Để ý cho chị, nó mà vạ thuốc nhất định sẽ tìm đến chúng mày. Mày có thấy ai tử tế như tao không? Chiều nó như bố trẻ, thế mà nó vẫn phản đấy. Nó có chạy đông chạy tây cũng không thoát khỏi tay tao. Nhớ, một tép cũng không đưa cho nó. Tối nay 6 giờ, tôi gặp cô ở tầng 2, cà phê phố cổ. Làm cách nào để tôi nhận ra anh? Tôi mặc vest đen, sơ mi đỏ. Tôi mặc váy hồng. Anh trai mày dặn tao là không được nói cho mày biết, để cho mày yên tâm học hành. Nhưng nhìn thấy chị Lan ở trong này một mình, còn mày thì ở ngoài kia nhẩn nhơ yêu đương, tao thấy bất nhẫn lắm. Nếu đã ngửa tay xin tiền mà không hỏi han thì cũng phải nghĩ về những gì mà người ta đã phải trải qua chứ. Mày có biết chị ấy đã từng hy vọng thế nào về mày không? Những gì tốt đẹp nhất chị ấy cũng đều dành cho mày, còn mày thì sao? Khi biết về quá khứ của chị ấy, mày lại là người quay lưng đi đầu tiên, làm tổn thương chị ấy nhiều nhất. Vừa nãy chị định đánh tao vì nghĩ tao là con Mi đấy. Mà mày biết con Mi đó là người như nào không? Nó cũng làm đĩ như chị em tao. Ngày trước nó làm cho chị em tao khốn khổ khốn nạn vì nghĩ tao cướp miếng cơm của nó. Giờ nó đánh mày, mày nghĩ nó đánh mày là vì tao à? Không phải đâu. Là vì mày đã đụng vào người đàn ông của nó. Tất cả những đàn ông xung quanh nó đều là những thằng không đơn giản đâu. Mày có hiểu không? Mở to mắt ra mà nhìn, không có ngày hối không kịp đâu. Chị xin lỗi vì đã nặng lời với em, nhưng thật sự là chị rất lo cho em. Em đang nằm trong tầm ngắm của con Mi rồi. Nó đã từng dàn dựng đánh ghen để quay clip bôi nhọ chị. Thì em thử nghĩ đi, em giành người đàn ông của nó sẽ dàn dựng lên kịch bản gì cho em hả?
Chào em. Xin lỗi anh tới trễ, tắc đường quá. Mà không ngờ nhìn em trẻ và hấp dẫn quá. Anh nói cái gì đấy? Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Cái trò tán gái của anh cũ rích rồi nhá. Anh đi ra chỗ khác đi. Xin lỗi, tôi đến muộn 15 phút vì tắc đường. Anh dùng gì hả anh? Cho tôi cà phê đen nhé. Vâng ạ. Tôi rất xin lỗi anh vì có việc gấp. Hẹn gặp anh lúc 9 giờ tại 37 Bôn, phố Lương Ngọc. Buồn thế này, và em xin phép mời anh một ly nhé. Đêm nay đi chơi với anh nhé. Coi xin phép ai không? Bọn em chỉ có thể mời tiếp rượu anh tối nay được thôi. Còn đi chơi thì... Thì sao? Kinh tế à? Không phải nghĩ. Chào anh. Em là My, quản lý ở đây. Bọn em xin phép ạ. Anh có nhu cầu ạ? Tiêu chuẩn của anh là gì? Cứ nói với em. Ngon, trẻ, sạch, sinh viên càng tốt. Yêu cầu của anh cao quá. Nhưng mà em lại có. Thế mới hay chứ. Anh cũng biết chơi đi. Xem gì đấy? Không có thích em nữa à? Lên giường. Quay lưng lại. Chị ạ. Thế nào? Nó tìm đến em hôm qua. Trông vật lắm. Sau đấy nó đi đâu? Dạ. Chị không dặn. Em cũng không để ý. Mày ngu thế. Mày phải tự biết tao cần gì chứ. Em rút kinh nghiệm. Em xin. Này. Tuyệt đối không được thí cho nó một chút nào. Xem thằng chó đấy chịu được đến bao lâu. Dạ.